Jimmy biết quên chị các bạn, cô chú và tất cả mọi người đã có thể đầu tư vào Ecomi hay là đang suy nghĩ đầu tư vào Ecomi, Omi Token Nhưng mà trong thời gian vừa qua, oh, wow, không biết tại sao Ecomi lại vẫn chưa lên một sen Và không biết khi nào nó mới lên được 10 sen Vậy ta Thì trong cái video này Jimmy sẽ chia sẻ cho quên chị biết được ba cái lý do Mà tại sao Ecomi Token nó vẫn chưa lên tới một sen Và chưa lên tới 10 sen và nếu mà thực sự ba cái lý do này mà nó được thực hiện, biến thành hiện thực đó thì mày tin chắc rằng Ecomi sẽ bắn lên 10 sen và thậm chí hơn. Thì cái lý do đầu tiên đó mà khiến cho Ecomi nó hiện tại ngay bây giờ chưa có lên tới được một sen là như thế này quý anh chị. Quý anh chị biết trong thời gian vừa qua đó Ecomi nó có tăng lên xong rồi tăng xuống, tăng lên tăng xuống. Tại vì cái lý do là những cái người trader họ mua vô bán ra thôi. Nó không có những cái gì gọi là đặc biệt để khiến cái sự phát triển to lớn của Ecomi trong thời gian vừa qua thì nếu mà Ecomi đó nó làm được cái điều này tại vì ngay bây giờ đó Ecomi đó là cái business VVF cũng như là cái token của nó nó hold ở trên một cái gọi là go chain platform cái go chain platform này nó nó bất tiện và nó không có cái sự tiện lợi để connect với nhiều cái major exchange là những cái nền tảng để có thể mua bán crypto nó không có connect được và bây giờ dù có những cái công ty như là Binance hay là Robinhood hay là thậm chí Coinbase cho ECOMI bỏ vào nhưng mà nó vẫn bỏ không có được Tại vì nó rất là bất tiện Đó Thì tại vì cái lý do hiện tại ngay bây giờ đó là Cái thằng ECOMI VVF Cũng như là cái token đó Nó chưa có Chuyển sang cái nền tảng của Ethereum Platform Quên chị cô chú các bạn biết đó Hiện tại trên mạng hai cái nền tảng lớn nhất Là Ethereum Platform Network Thí dụ như là thằng OpenSea Thằng Rarible Nó ở trên cái nền tảng Ethereum và rất là nhiều công ty hiện tại ngay bây giờ đó Đều nằm ở trên nền tảng của Ethereum cả Và có nhiều công ty á Mà về chơi game đó Ví dụ như Axie Affinity cũng là Ethereum Và nhiều công ty trong thời gian vừa qua nó chỉ có hai nền tảng thôi Một là Ethereum Còn hai là Binance Smart Chain là hai cái nền tảng gọi là to lớn nhất ngay bây giờ Nhưng mà khổ nỗi á, cái thằng Ecomi này đó Nó nằm ở trên cái GoChain Platform Và những cái người developer nó biết được điều này Và nó đang thay đổi qua cái Ethereum Platform Và nó update với cái immutable x immutable x là nâng cấp của ethereum lên và nó nó bỏ thêm một cái layer nữa cho cái sự security nó giống như là quý anh chị có một cái website bây giờ website của anh chị connect với cái thằng cloudflare để cho nó nhanh hơn và tiện lợi hơn và xếp hơn thì thằng ecommerce nó biết được điều này và nó đang làm điều này thì cái lý do đơn giản thôi là hiện tại ngay bây giờ nó chưa chuyển sang một cái nền tảng mới và hiện tại ngay bây giờ nó chưa có thể nào bỏ lên những cái sàn to lớn Tại vì nếu mà thằng Ecomi đó Nó bỏ được lên Binance Robinhood hay là thậm chí Coinbase BAM Không còn là cái giá một sen nữa Nó phải lên ít nhất là khoảng chừng 3 sen hay là thậm chí 5 sen Quên chị thấy đó Tại vì trước đây nó chưa có bỏ lên nền tảng Mà nó đã lên được một sen mấy rồi Đó là điều đầu tiên Cái lý do thứ hai quên chị biết đó Là VVF have not unlocked Or at OMI token Thì chị mày nói về cái phần ở đây như thế này nè Cái VVF nó là một cái app quý anh chị có thể mua và bán cái digital collectible item thì quý anh chị có thể download xuống cái VVF thì bây giờ đâu chuyên mày muốn á, mua Spiderman, Batman, Iron Man hay là những cái sản phẩm digital collectible item ở trong cái VVF thì chuyên mày phải dùng cái credit card và sau đó chị mày phải mua cái chim gọi là GEM và dùng cái chim đó đó chuyên mày mới mua cái collectible item được đầu tiên thì mình tưởng là mình có thể làm mua cái lấy credit card mua ôm token nhưng mà hiện tại ngay bây giờ cái VBF quý anh chị cô chú các bạn không có thể nào mua được ôm token, tại vì nó chưa có bỏ cái ôm mì token vào trong cái VBF của anh chị. Vì cái lý do đó đó, cái ôm token nó không có bên, nó không có xài, thì nếu mà những cái người user trong VBF nó có mấy trăm ngàn người hay là sau này lên cả triệu mà nó không có xài cái ôm token thì thực sự ra đó là cái sự kết nối của VVF và cái Omni Token nó không có cái sự kết nối ngay bây giờ nó không có cái kết nối thì nếu mà VVF nó chuẩn bị sẽ bỏ được cái Omni Token vào đó là mỗi lần mà ai mà muốn mua cái sản phẩm tại vì mỗi lần sản phẩm nó ra nó, nó sâu out liền nó bán cả trăm ngàn cả triệu thì bây giờ ai mà muốn mua sản phẩm ở trong cái VVF nó phải dùng cái Omni Token thì game over có nghĩa là cái giá trị của cái mày Token nó sẽ tăng lên tại vì mỗi lần mua là cái token nó sẽ burn mà khi mà càng burn á nó càng ít đi lại cái cái cái, cái supply đó thì cái giá trị của cái ô mày token nó sẽ tăng lên thì đó là lý do số 2 mà tại sao cái ô mày token ngay bây giờ nó chưa có tăng lên được nhiều hướng tới cái lý do số 3 của anh chị đó là weak influencer marketing hiện tại đó chị mình thấy cái chiến thuật kinh doanh của thằng Ecomi cái mô hình của nó rất là hay Tuy nhiên hiện tại bây giờ cái nhân lực của nó đó chị mình thấy đó, nó chưa có đủ gọi là hùng mạnh. Nó hiểu được là hiện tại cái bây giờ phải quảng cáo trên mạng nhưng mà nó không có đủ sức lực để quảng cáo trên mạng. Cái chiến thuật của nó lúc ban đầu chị mình thấy nó thông minh là nó đi secure over 100 cái license của những công ty lớn tại vì nó biết được là thằng Marvel, thằng Disney, thằng Capcom, thằng Universal Studio nó có một số nền tảng của khách hàng của nó rất là bự, rất là to lớn. Thì nếu mà nó chiếm lãnh được 100 cái license này từ Pokemon, Universal Studio bên kia đó Thì sau này á, những cái chuyên 100 là những cái người đó đó sẽ đem khách hàng tới cho nó vào cái VV Tuy nhiên nếu mà nó làm thêm được một cái điều này nữa là Nó có một cái chương trình quảng cáo viral hay là một cái chương trình quảng cáo Cho những cái người có sức ảnh hưởng trên social media Thí dụ như là Jimmy hay là những cái người nào có cả trăm ngàn subscriber hay là mấy trăm ngàn subscriber hay là mấy triệu hay là trên social media Jimmy nói là thí dụ như là YouTube, TikTok hay là trên Facebook hay là trên Telegram Jimmy đưa một cái địa hình cụ thể nha Cái thằng game Axie Infinity gọi là Axie Infinity là AXS đó anh chị ở Việt Nam cực kỳ thông minh chiến thuật quảng cáo chỉ trong đầy một năm 700x quý anh chị 700x bỏ 1 ngàn đồng được 700 ngàn lý do tại sao Tại vì ngoài cái vấn đề đó, nó có một cái server rất là hùng mạnh trên Ethereum platform và nó chế ra cái server của nó riêng luôn. Cái điều số 2 nó làm đó là cái game của nó, cái app của nó rất là tiện lợi. Là có nghĩa là nó, nó chơi game rất là tiện lợi. Và nhiều người thích chơi game và kiếm tiền. Cái vấn đề số 3 nó làm được đó là nó có cái này. Nó có một cái gọi là strong, super strong online marketing, influencer marketing. Những cái người YouTuber của anh chị bấm vô cái chữ Xfinity đó, có rất là nhiều người YouTuber Nói về nó stream game Stream game là chơi game Live luôn đó Nói về nó Và kiếm tiền được chơi game nói về nó Và có rất là nhiều người có tiếng tâm Trên mạng Youtube nói về nó TikTok cũng nói về nó Trên Facebook cũng nói về nó Trong Facebook group cũng nói về nó Telegram cũng nói về nó Và thậm chí nó có một cái chiến thuật trả tiền Cho những người streamer nó mướn luôn Nói về nó luôn Thì chị mẹ muốn nói ở đây cho quý anh chị thấy đó là cái thằng VV hiện tại ngay bây giờ Ecomi nó không có làm cái điều này và cái số lượng subscriber mà trên Twitter của nó nó khá nhỏ Facebook của nó cũng cũng khá nhỏ và thậm chí ở trên YouTube của nó đó channel của nó cũng khá nhỏ thì nó chưa có cái sự gọi là ảnh hưởng to lớn trong cái social media của anh chị biết đó thời điểm này social media chiến thực quảng cáo distribution channel ở trên mạng đó cực kỳ cần thiết mà hiện tại bây giờ chị mình thấy đó là họ thiếu đi cái điều này thì đó là một trong những cái lý do thí dụ như là Jimmy rất là thích về cái project của Ecomi và Jimmy thấy được cái đó là cái điểm yếu của nó cho nên Jimmy quay những cái video này để quảng cáo cho nó phi luôn. Đó, bởi vì Jimmy thấy được cái project này nó thiếu đi cái điểm này. Và đây là cái giá trị mà Jimmy vào đây để mang cho nó không cần nó phải trả tiền gì đó tất cả mọi thứ. Tại vì Jimmy thấy đó là cái điểm yếu. Nhưng mà Jimmy muốn nói ở đây đó mà nếu mà nó chế ra được một cái program để nó reward đặc biệt gì đó hay là có một cái một cái gì đặc biệt đó cho những cái người mà có sức ảnh hưởng thì chim mày nghĩ đó nó quảng cáo trên youtube facebook và tiktok chế ra một cái program nào đó đặc biệt cho họ thì chim mày nghĩ là trong thời gian ngắn thì cái sức ảnh hưởng của nó rất là nhiều thí dụ quý chị thấy đó trước đây chim mày biết về đó và tại vì những cái người trên tiktok nó nói về Dogecoin và những cái video đó nó go viral và sau đó đó là những cái người trên facebook thấy những cái video tiktok go viral nó nói trên facebook luôn nói về dogecoin đó thôi thì từ đó chị mày biết về dogecoin và dogecoin nó bùng nổ ra thì bây giờ cái ecomi này nó cần những cái người trên tiktok nói về ecomi thì để làm được cái điều đó thì họ phải có một cái chiến thuật quảng cáo cho cái ecomi đưa lên tiktok xong rồi từ những cái người nổi tiếng trên tiktok nói về ecomi và từ đó nó phải có những cái chiến thuật trên youtube nói về ecomi như thế nào và thậm chí trên facebook cũng như vậy và trên Telegram cũng như vậy thì nếu nếu mà nó làm được như vậy đó trên Twitter cũng vậy thì chim mình nghĩ trong thời gian ngắn đó là cái sức ảnh hưởng của nó rất là nhiều người biết tới và càng nhiều người biết tới nó sẽ là một cái snowball effect là một cái trái banh nó cuốn 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 càng ngày càng bự lên càng ngày càng bự lên thì nhiều người sẽ nói tới và những người ca sĩ những cái người nổi tiếng sẽ nói về nó và khi mà họ nói về nó đó và cái sản phẩm của nó tốt và nó duy trì được khách hàng thì chim mình tin rằng chắc chắn e-commerce nó sẽ phát triển thì đó là những cái quan điểm của chim mình và đây là ba cái yếu tố mà e-commerce nó đang thiếu và Jimmy tin rằng trong thời gian sắp tới nó sẽ so được những cái problem này và Jimmy tin rằng với cái sự kiên nhẫn của quý anh chị của các bạn cũng như là Jimmy thì cái sự reward của mình và đây thực sự vì nó thiếu nhưng, nhưng mà nó là cơ hội cho mình vào ngay bây giờ để mình có thể capture những cái cơ hội này để đầu tư thông minh